cái phá lấu này bao nhiêu một ký vậy chú? 250. Dạ, 250 một ký. Còn heo quay à? Heo quay 350. À, heo quay là 350, chị em hỏi giá để mà mọi người xem clip, mọi người có mua thì mọi người cũng biết giá. À, à phá lấu là có trộn sẵn này luôn hả anh? Vâng, vâng ạ. Ồ, em tưởng là chỉ sắc vậy thôi chứ. Ôi, nhìn ngon lắm mọi người ạ. Tiền tùng bạn cơm mà làm mua cái này về là hết bài luôn rồi. Con cứ tưởng nó là kiểu mình đưa cái bình nước sốt đấy thôi chứ không biết là kiểu trộn trộn vậy luôn á. Ở vậy thì ngon quá. Trời ơi. Đang chạy nước miếng mọi người. Cái hùng mọi người nhìn thấy bắt mắt này, người ta tới người ta kêu mọi người như vậy nè. Cái này chú nói là nguyên cái tổng hợp này là bao nhiêu tiền rồi chú? Cả nhà thấy phía trước mắt mọi người là tiệm bánh mì siêu đông khách trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, địa chỉ là 413 Đỗ Xuân Hợp. Ở đây là bánh mì heo quay phá lấu và đặc biệt là bánh mì da heo chiên giòn. Và Diễm thấy đi ngang đây mà mình rất là bị bắt mắt luôn, cho nên là Diễm quyết định là hôm nay sẽ mời mọi người đi ăn cái món bánh mì siêu đặc biệt này nha. Bây giờ thì Diễm mời mọi người cùng đi vào trong với mình nha, để mình xem là bên trong này người ta làm như thế nào. Đây. Đặc biệt nãy giờ Diễm quan sát thì quán này chỉ thấy đàn ông thôi, không thấy phụ nữ ạ. Đợi xong bớt xíu không, chắc là Diễm đi qua đường bên này đi. Đường bên này đang có khách cho nên là không có chen vô được. Đây, mình sẽ đi đường bên này nha. Đây, mọi người thấy nè. Cái này là cái da heo chiên giòn nè mọi người. Rồi đây là buổi chiều không này, cả chục người phá lấu hả chú? Rồi phá lấu. À con tưởng là phá lấu lợn heo. Chục người bán không kìa phi. Dạ. Còn mấy người đang làm đồ này. Lấy thêm cái đó bao nhiêu? Da heo chiên giòn nhiêu ký chú? Cái đó 350. À 350 một ký. Lấy 50 hay là lấy hai lần? Thôi 50 thôi. Còn chung luôn cái này luôn nhé. Dạ đúng rồi. Bỏ đồ nó muốn sửa này. Chỗ đừng có đậm quá nha, ta mặn quá đó. Không, vừa ăn thôi. Có lấy bánh mì không? Dạ có. Bao nhiêu ở? Cho em lấy. Đang quay nghe chú nói chuyện rất là từ tốn với khách luôn mọi người ạ. Ôi nhìn ngon quá. Cái phá lấu này bao nhiêu một ký vậy chú? 250. Dạ 250 một ký. Còn heo quay à? Heo quay 350. À heo quay là 350, chị em hỏi giá để mà mọi người xem clip, mọi người có mua thì mọi người cũng biết giá. À. À phá lấu là có trộn sẵn này luôn hả anh? Vâng, vâng ạ. Ồ, em tưởng là chỉ sắc vậy thôi chứ. Nhìn ngon lắm mọi người ạ. Trời ơi, có tiệc tùng bạn cơm mà làm mua cái này về là hết bài luôn rồi. Con cứ tưởng nó là kiểu mình đưa cái bình nước sốt đấy thôi chứ không biết là kiểu trộn trộn vậy luôn á. Ở vậy thì ngon quá. Trời ơi. Đang chạy nước miếng mọi người.
Cái này mọi người không nhìn thấy là bắt mắt này, người ta tới người ta kêu phần như vậy nè. Cái này chú nói là nguyên cái tổng hợp này là bao nhiêu tiền chú? 175. 175. Ồ. Siêu chất lượng luôn mọi người ạ. Đây. Đây mình sẽ xem nha, mình sẽ xem là trộn được để như cái này thì sẽ có cái gì nha. Chờ anh một xíu đi, anh giao anh đưa hàng xong anh sẽ trộn cho mọi người xem. Rồi, quá trời khách chờ phía trước luôn. Mình đây, chú đang làm này. 375 nữa. 375 rồi còn bánh mì bao nhiêu hả? 375. Bao nhiêu bánh mì? Này gọi là phá lấu trộn da heo chiên giòn nữa nhá. Bao nhiêu à, đang đứng ngay cái thùng tiền mọi người ạ. À đây có da heo trộn 375 rồi. Ôi siêu ngon luôn nha, nhìn hấp dẫn lắm. 393. Ôi. Ủa nãy giờ quay lò bánh mì không biết cái này. Ngon lắm nha, mà rẻ nữa. Không biết, có biết vẫn kêu một trăm mấy rồi. Cái thau này có trăm mấy rồi. Vừa da heo, vừa lỗ tai heo. Quá lấu rồi. Quá lấu. Không trời, nhìn ngon nha, cái này mua về ăn cơm cũng ngon. Hoặc là nhậu. Nhậu là hết bài luôn. Cái này nhậu. Bốn bi rồi. Nhậu là hơi bị tốn bi. Đây. Cái này 40 này. Không trộn nữa, cái này không trộn nữa. Rồi cho nhà đi ăn. Đi đây anh cho em một phần này đi. À, cái loại sơn. Em bán 300 lạng rồi. Trời ơi, khách đông quá trời luôn mọi người ơi. Ở đây thì theo Diễm quan sát nãy giờ là có bánh mì thịt heo quay đi. Bánh mì, nói chung là bánh mì thập cẩm luôn. Nhưng mà cái nếu mà mọi người đến đây thì mọi người thử mua một cái phần trộn như Diễm vừa quay đi. Rất là ngon luôn. Hoặc là đây cũng là một cái địa chỉ để mà mọi người có thể mua heo quay. Heo quay. Đấy, cái tảng heo quay nhìn rất là ngon luôn nè. Đó, mọi người thấy ngon chưa? Ủa anh nhưng mà à, chưa người yêu. Đây chắc là kêu gọi luôn quá. À. Ở đây quay nên là mình phải cắt thì chắc là để cho nó thấm cái vị. Thế chắc mình là bây giờ em nhờ anh làm cho em một cái phần da heo trộn với lại tai heo đi. Đúng rồi, cái đấy rồi. Gọi là món gì ấy nhỉ? Phá lấu da heo. Phá lấu da heo. Đấy. Ủa anh ơi, nếu mà một ổ bánh mì thập cẩm ở đây là bao nhiêu tiền anh ha? 3.000-2.000 đấy. Dạ. Thập cẩm là à, thập cẩm không? Heo quay với. Dạ đúng rồi. Dạ. 20.000. Ồ 20. Ồ 20 là rẻ mọi người ơi. Đây là ổ. Thật luôn. Quán mình ở đây chắc là lâu năm lắm rồi ạ. 22 năm. Mọi người thấy là trên con đường này á, thì hàng ngày cũng đều đi ngang á, thì thấy là quán rất là đông khách luôn. Đặc biệt là nãy giờ mình bước vô đây là thấy mọi người ở đây làm không ngưng tay luôn. À. Đặc sản da heo phá lấu chỉ có ở bánh mì Hải Hà nha các bạn. Đây xem qua ấy làm. Ủa, thêm đây. Nhìn ngon quá ha. Món này đúng là chuẩn món nhậu ấy. Nhà em gần đây, chắc là hôm sau mà có nhậu nhẹ thì là phải ra đây mua cái món này. Nhà ở đâu? Ngay trong khu Fuji. Ở trong khu Fuji. Bạn nào mà đang suy dinh dưỡng là ăn món này là bảo đảm là sẽ lên ký luôn. Đây, cái món này là sẽ trộn da heo và cái phá lấu tai heo. Thì anh đã gọi cái món này là da heo phá lấu. Đúng không? Em vừa đặt tên là phá lấu lỗ tai heo. Ý là phá lấu
cái chiên giòn. Da heo nướng nha, cái này là nướng đó. Ở nướng hả? Nướng rồi, nướng rồi. Nướng. Ờ, em tưởng nó là chiên. Nướng khâu lên là hết rồi. Nướng đúng không anh? Cái tưởng là ném cái miếng da heo cái chảo là xong, nhưng mà không phải. Thử xem. Thử. Bà nào không tin thì cứ thử xem. Trời. Quán là thách đố đó các bạn. Bà nào mà chiên thì miếng người xem này. Thử xem có được không? À, tưởng đâu là chiên không mà. Cái này là 175.000 nha các bạn. Bao gồm tai heo và da heo nướng. Là thiếu một món nữa đây. Thiếu cái gì đây? Món khâu lên. À còn tức là trong cái món này nó còn thiếu cái khâu lên nữa. Khâu lên hết rồi đấy. Hết rồi, hết rồi. Đó. Tất hàng. Quán mình mở từ mấy giờ vậy chú? 1 giờ chiều. Dạ, 1 giờ chiều tới mấy giờ đêm ạ? 11 giờ ạ. Chưa. Này chắc nãy giờ con để ý hình như là mình không có giao đi mà chỉ là khách tới thôi à. Khách tới đây bán có không kịp. Buổi chiều con mà bán 2.500 bạn. Đổ về chưa? Dạ. Đây đây đây. Đỡ cho nước. À rồi rồi. Không anh mở luôn để cho em ăn luôn ở đây mà. À, luôn, em ăn đủ mấy miếng luôn, anh cứ đổ ở đây luôn đi. Để đi. Anh đổ cho cái bình đi em thấy luôn á. Để quay nhiều khi các bạn không thấy á. Đổ vào đây mà. Nhà em vào đây mà. Ăn thưởng cho bạn thêm mấy miếng xong đó còn lại mình sẽ mang về nhà. Chú ơi, bán nhất khách xong chú làm cho con một ổ bánh mì thập cẩm với ạ. Alo. Em qua nước không em nhỉ? À, chay một xíu ớt thôi ạ. À. Bao nhiêu chứ chị? Tầm 1 đây nhỉ? Diễm vừa gọi một ổ bánh mì thập cẩm, trên tay còn đang nóng hổi luôn mọi người ạ. À, ổ bánh mì này thì chỉ có giá là 20.000 thôi mọi người ơi. À, bánh mì thập cẩm luôn nha, vừa khóa lấu này, vừa thịt heo quay. À, mọi người có thể thấy nè, Diễm nhắc lại một lần nữa, mình đi tới đây ấy, mình sẽ thấy đầu tiên đó là cái không gian quán rất là sạch sẽ nè. Đồ ăn những cái khay này được đựng rất là tươm tất. À, dù là ở đây là những người đàn ông bán thôi nhưng mà mọi người thấy là họ rất là kỹ. À, ngoài cái món bánh mì này ra thì ở đây còn một cái món mà Diễm nãy giờ quay cho mọi người xem rất là nhiều, đó là phá lấu trộn với da heo chiên giòn, da heo giòn á mọi người, da heo nướng đó. Còn bây giờ thì mình sẽ review cho cả nhà xem một ổ bánh mì 20k sẽ có gì nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha.
giá mới 20 ngàn thôi. Nhưng mà ở đây thì do là họ không có cái sử dụng cái những kết hợp với lại những cái app như là GoViet hay là Now để mà chuyển hàng đi, mà ở đây chỉ bán cho người dân khu vực hoặc là ai đi ngang đây mua thôi. Thì Diệp nhắc lại là họ bán từ 1 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm. Nếu bạn nào muốn mua thì có dịp đi ngang đây thì thử thưởng thức cái món bánh mì ở đây. Ngoài ra thì mọi người có thể là mua, mọi người cần ăn heo quay hoặc là phá lấu thì tới đây rất là chất lượng luôn á. Chia sẻ cũng rất là nhiều, quay cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ thì Diễm xin kết thúc video clip ở đây nha mọi người. Diễm nhắc lại đây là có những món mà gọi là chỉ có ở đây mới bán thôi. Bánh mì Hải Hà hơn 20 năm bán ở Sài Gòn. Địa chỉ là 413 Đỗ Xuân Hợp. Số điện thoại là 0902 425620. Bây giờ thì Diễm xin kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hẹn mọi người trong video clip tiếp theo nha.